Hồi xưa á, chị đi ngoại tình, chị bị gia đình nhà chồng nó chụp cổ được á, chị có thấy nhục không chị? Ngọc sượng, Ngọc im, Ngọc tiếp tục câu chuyện hành trình của một vị thần. Thì vị thần này vẫn đi vi hành để tìm người xứng đáng để trao cho 100 ghe rượu đặt đầy vàng. Thì một hôm vị thần mới chọn một người tên là Ngọc để đưa ra những thử thách để coi người này có xứng đáng nhận 100 ghe rượu đựng đầy vàng hay không. Thì một hôm ấy, vị thần mới khiến cho em của Ngọc tên là Trí hỏi Ngọc mấy câu. Thì Trí mới nói là: "Chị Ngọc ơi, cái người mà hạnh phúc á, cái người mà vô tư á, cái người mà rộng lượng á, thì người ta lúc nào cũng sẵn sàng đối mặt với những thử thách. Nghe những lời nói khó chịu, nghe những lời đay nghiến, nghe những lời chửi bới á, thì lòng người ta vẫn vui vẫn vẻ phải không chị?" Thì Ngọc mới nói lại: "Ờ đúng rồi em, cái con người mà vô tư rộng lượng á, người ta không có chấp nhất mấy cái câu nói chọc khuấy đay nghiến của người khác đâu em." Thì lúc này vị thần mới khiến Trí nói lại: "Ủa chị, em hỏi chị vài câu để coi chị có phải là người hạnh phúc, người người rộng lượng không nhân chị?" Thì Ngọc mới gật đầu: "Để em hỏi nha. Hồi xưa á, chị đi ngoại tình, chị bị gia đình nhà chồng nó chụp cổ được á, chị có thấy nhục không chị?" Ngọc sượng, Ngọc im, Ngọc không nói. Ngọc nuốt nước miếng, Ngọc không nói. Cái câu thứ hai vị thần mới khiến cho Trí nói là: "Rồi đó, chị ngoại tình xong rồi đó, chị bỏ chồng chị rồi chị đi theo chồng người ta đó, nhưng mà giờ thằng đó cũng đi tù rồi, chị thấy quẻ béo chưa?" Tới câu thứ hai Ngọc vẫn tức, Ngọc tức, Ngọc nóng, nóng đánh nhưng Ngọc nhìn, Ngọc im, Ngọc không nói. Và câu thứ ba vị thần mới nói tiếp, vị thần mới khiến Trí nói tiếp: "Giờ đó cái thằng chồng chị bây giờ nó đi tù rồi đó, chị có định kiếm thằng khác thế vô không?" Tới câu thứ ba này Ngọc không nhìn nữa, Ngọc đứng dậy, Ngọc đấm cho thằng em Ngọc một cái, tát thêm một cái nữa, định lấy bình hoa phang cho thằng em một cái nữa, mà thằng thằng Trí này, vị thần này khiến cho thằng Trí né được. Thì rồi Ngọc tức quá, Ngọc đuổi thằng em Ngọc về. Thì vị thần mới khiến thằng Trí nó nói lại: "Ủa chị, cũng chị nói với em mà, ủa cái người mà vô tư, cái người mà rộng lượng, người ta sẵn sàng nghe những lời đay nghiến, những lời chọc tức mà người ta không tức không giận mà. Ủa chị đánh em vậy rồi, ủa chị là đâu phải là người người rộng lượng nữa đâu. Ủa em của chị mà chị còn đối xử vậy, mà chị người hạnh phúc vậy, chị mà là người rộng lượng vậy?" Ngọc vẫn không nói. Ngọc xách ở trên trên bàn mấy cái ly, Ngọc phang thẳng vô người Trí: "Mày cút!" Rồi lúc này vị thần mới khiến Trí nói lại: "Đó thấy chưa, chị có phải là người hạnh phúc đâu, chị đối xử với em vậy mà chị hạnh phúc gì? Ôi vậy thôi em về à, chị bình tĩnh đi, khi khi khác em qua em nói chuyện với chị nha, chị đừng có giận nha chị. Ô chị phải là người rộng lượng chứ, ủa sao chị đánh chị la em vậy?" Ngọc vẫn nói lại: "Mày cút đi, chờ đó mà qua đây." Là những ngày sau đó Trí, vị thần này có khiến cho Trí gọi điện nhắn tin rồi qua nhà liên lạc với Ngọc mà không có được. Ngọc bỏ đi đâu luôn, Ngọc bỏ đi đâu cả tuần mà Trí gọi điện liên lạc gọi hoài mà không được. Thì vị thần phải lo quá, một hôm mới mới báo mộng về cho Ngọc biết: "Ngọc ơi, ta là thần nè, ta tới đây để nói cho con một chuyện á. Thì những gì mà xảy ra trong đời con á, rồi người này nói thế này, người kia nói thế kia á, để chọc chọc tức con thế này, chọc tức con thế kia, là không phải do chủ ý của họ đâu, mà là chủ ý của thần á. Thần khiến họ nói như vậy á, để mà thử thách con người con, để đưa ra những thử thách để coi con mà vượt qua được những thử thách đó, con không giận, con không tức tối, con không bực bội, con không ghét người ta, là hồi lúc đó là ta trao cho con 100 ghe rượu đựng đầy vàng rồi." Trời ơi uổng ghê á, hồi bữa trước á Trí nó nói con thế này, nó nói con thế kia, rồi nó lôi cái vụ ngoại tình của con ra nó nói vậy rồi.
con đừng có giận nó nghe, là thần á, thần khiến nó nói vậy á, để mà thử thách con người con để coi xứng đáng 100 ghìa nhận 100 ghìa rượu đầy vàng hay không. Trời hồi lỗi hồi lúc đó mà con không tức không giận, con nghe câu đó mà không tức không giận mà con vẫn tha thứ cho thằng em của mình, con nhìn nhận lại cái sai sót của lỗi lầm của mình á, thì là con hồi đó là con nhận 100 ghìa rượu đựng đầy vàng rồi. Rồi lúc này Ngọc mới quay về Ngọc nói lại, ông này là thần, cái việc đó mà cũng gọi là thử thách. Ông bới móc chuyện người ta ra, ông nói vậy mà ông gọi đó là thử thách. Cái thứ thần gì mà ngu dữ vậy trời. Hồi giờ ông thấy ở trên đời này, ông thấy thần nào mà ngu như ông á. Ông có đọc sách, ông có học hành không vậy mà ông lên, ông làm thần được vậy? Không, chắc không, hoặc không phải đâu. Cái thứ ông mà gọi là thần, thứ ma, thứ quỷ, thứ chắc đầu thai không được rồi mới đi hận người ta, rồi đi làm mấy cái chuyện tào lao đó chứ gì, đúng không? Tôi nói ông nghe, ông không phải là thần. Chẳng thà ông nói tôi một tiếng, con đây đầu thai không được, bị người ta nghiền rủa, rồi cái này xin miếng ăn, thì nói tôi bố thí cho nghe. Chứ đừng có lôi ba cái chuyện đó ra, tầm bậy tầm bẹ đó ra nói vậy mà kêu là thử thách. Trên đời này á, ông bới móc chuyện người khác ra coi, nó quýnh ông bờm đầu chứ ở đó mà gọi đó là thử thách. Ông moi móc cái chuyện người ta ra, ông nói trước mặt xe xẻ vô mặt người ta vậy mà ông gọi là thử thách. Ngu quá trời ngu luôn. Ở đời cái chuyện ở đời á, cái căn bản nhất của một con người ta á, lời nói không mắc tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Ông móc cái chuyện người ta ra vậy, ông xẻ vô mặt người ta vậy mà gọi là thử thách. Ngu quá sức ngu. Còn ông rảnh rỗi ông muốn đầu thai, tôi chỉ cho ông cách đầu thai nè. Ông tu đi, ông đi đọc sách nè. Ông cái thời gian rảnh nó rỗi á, ông đi đọc sách đi. Bao nhiêu sách hay trên đời để học, bao nhiêu cách giao tiếp hay để học mà không nói. Ông đi thử thách nè, ví dụ này, sách này nha, sách đọc, sách hay để học, để đọc này nha, nghe nè nghe. Đắc nhân tâm, khéo ăn khéo nói là có được thiên hạ, bán hàng đỉnh cao, gì cha giàu cha nghèo, Robert Kiyosaki, đọc vậy bắt gì ai đó đó, sơ sơ mấy cuốn đó thôi, đọc đi. Rảnh rỗi thì đọc sách đi, tu đi, đi mà thử thách cái kiểu gì mà thử thách ngu đó, không phải thử thách. Cái đó đi phá làng phá xóm, chặt điên người khác. Cái thứ như ông á, thứ ma thứ quỷ, quỷ thần hay là ma quỷ hay là thần gì không biết, mà ăn nói kiểu mất dạy đó thì không ai thèm thờ, không ai thèm cúng không đâu. Ủa thần thánh nên gì người phải biết thương người chứ, đi moi móc chuyện người ta ra vậy mà kêu là thần thánh, ngu đủ dốt. Thử với giải thách đó không phải là thử thách. Ở ngoài kia kìa, bao nhiêu người đau khổ, bao nhiêu người bệnh tật kìa, không đi giúp đỡ người ta, có phép thuật mà đi làm mấy cái chuyện tào lao ngu dốt như vậy mà gọi là thần thánh, tự nhận tự phong là thần thì có giờ đó. Đó mà thần thánh, thứ ma, thứ quỷ. Còn đi hại người nữa thì tôi kêu thầy về, tôi cúng cái tiêu hồn phách tán bây giờ đó. Giờ đó mà thần với thánh biến đi. Lại thêm một người nữa là chửi mắng vị thần, không phải là thần mà là ma, là quỷ. Vậy theo bạn thì như thế nào mới gọi là thử thách? Rồi biết những việc người thân mình, bạn bè mình nói thế này, nói thế kia, lời nói chọc tức thế này, chọc tức thế kia, đay nghiến mình, chửi bới mình là do phép thuật của một vị thần để thử thách bạn á, thì bạn có sẵn lòng bỏ qua cho người thân bạn bè của mình hay không?